Tham gia giải áo làng tập 3, thất bại trước tứ kết. Qua vòng bảng thì sáng nay mình có trận đầu tiên lúc 7 giờ sáng, thời tiết cũng khá là đẹp. Trận này đội mình đối đầu với thôn Ea Đinh, tính ra cũng là duyên nợ anh em ạ, năm nào cũng gặp ở trong vòng trong hết. Năm trước thì đội mình gặp ở bán kết và chiến thắng ở trước mặt Ben. Còn năm nay thì thôi, anh em theo dõi lại một vài tình huống hay trong trận đấu này với mình nhé. Hết thời gian của hai hiệp thi đấu chính thức, cả hai đội chính thức bước vào loạt Ben. Tính ra năm nào cũng vào Ben hết. Thời lượng của video cũng khá là dài rồi. Anh em cảm thấy hay thì nhớ follow mình đón xem loạt Ben căng não nhé.